Dạ thưa quý vị, cái nhân vật mà bài trò rồi vừa rồi đó chính là Lê Nhân. Dạ. Diễn viên trẻ. Dạ, xin chào mọi người. Nó dạ, nghe này còn trẻ thì không? Dạ, cũng trẻ anh. Thực ra là 35 hả? Dạ. 28 anh rồi. Anh khai thiệt đi chứ, 35 nó 35 đi chứ kỳ vậy. Không có, tại vì anh thấy nhiều bạn cũng gọi em là anh. Dạ anh cho em cái chữ trẻ vô đây cho em mừng đi anh. Muôn đời vẫn là diễn viên trẻ. Dạ. Rồi kế bên em người cũng thiệt trẻ nè. Giới thiệu đi em. Em giới thiệu cho mọi người em là ca sĩ trẻ. Đó, giờ ai cũng tự nhận mình ca sĩ trẻ. Nhưng mà em quên, em chưa giới thiệu ca sĩ trẻ, em tên là Minh Châu. À, Minh Châu ca sĩ trẻ. Vâng. Mình hát theo dòng nhạc gì Châu? Em hát dòng nhạc ballad. Ballad hả? Dòng nhạc trẻ. À, em hát bao nhiêu năm rồi? Em hát cũng được vài năm rồi ạ. Vài năm là mấy năm? 1 năm, 2 năm, 9 năm, 10 năm em? Vì nó, cuộc đời nó có nhiều cái cột mốc mà có những cái cột mốc nó không rõ ràng ấy anh. À. Nên là mình cũng em không nhớ rõ là không biết là bao nhiêu năm. Thiệt, tự nhiên nghệ sĩ mà tới một cái độ tuổi nào đó mất trí nhớ em. Đặc biệt mất trí nhớ về thời gian. Không dám nói về thời gian. Mất trí nhớ về thời gian. Là cái khoảng mà nó giao giao mùa giữa trẻ và không trẻ của anh, hay bị mất trí nhớ. Tự nhiên là không còn nhớ mình bao nhiêu tuổi rồi, không biết mình vào nghề từ năm nào luôn vậy đó. Em là vậy đúng không? Vâng ạ. Ok. Bên đây chắc người mẫu trẻ hả? Dạ em 26 tuổi rồi. Không biết Cao Ngân đó, cũng nhiều năm nay hình ảnh Cao Ngân là cũng có phủ sóng rồi. Cho nên là anh không biết em có trẻ thiệt không? Dạ 26 tuổi rồi. Vẫn là người mẫu trẻ phải không em? Dạ. Em có phải diễn viên trẻ luôn không? Dạ cũng trẻ. Cắn cắn lưỡi đó. Giới thiệu về mình đi. À, xin chào tất cả mọi người, à, em là Minh Thảo. Đúng bây giờ mà anh cảm giác anh có bị nghĩ không cô đó Nhân? Phải ép cũng hình ra. Em có ép đâu rồi. Em không hiểu sao chương trình cho em xếp ngồi kế bên bạn này. Em gấp rưỡi bạn luôn á anh. Trời, giống như hại em vậy, sợ anh em hiểu qua sao đây. Em gấp rưỡi vậy. Em cũng khiêm tốn về mình quá đó Thảo. Ủa chứ sao? Gấp 4. Thiệt luôn á. Hôm nay năm anh em siêu nhân chúng ta sẽ tham gia vào chương trình Sao Hai Chữ. Và trước tiên chúng ta sẽ có một cái trò chơi dân gian. Mà nếu như ai thắng trong cái trò chơi này thì mình sẽ được quyền chọn đội. Đó là trò chơi quen thuộc mà hồi nhỏ chúng ta thường ra ngoài sớm chơi với nít. Thấy không? Sách guốc, sách dép này kia ra, để cái lon lên tạc cái péo cái văng cái lon đi. Tạc ra. Mà đó em chơi em nhớ bị hoài không bao giờ thoát luôn anh. Tại em chạy có nổi đâu. Bởi vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi tạc lon. Đây. Bây giờ thời buổi hiện đại cao cấp hơn, mình tạc bằng dép lông. Chứ ngày xưa tạc bằng dép tổ ong, dép lào không à. Đó, hai cô gái chơi trước nè. Em có một đề nghị nè. Thôi bây giờ đây có hai cô gái với hai chàng trai, thì bây giờ hay là hai chàng trai á nhường hai cô gái chơi để hai cô gái chọn hai chàng trai. Thôi 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 thôi, không có nhường với chơi. Cái chơi mà nhường gì. À, chơi là chơi à. Không sợ tại vì tạc không trúng cái lon. Anh em chờ tạc trước luôn anh. Rồi chuẩn bị bắt đầu tạc. Rồi không. Rồi đẩy lên lượm dép về. Cao Ngân vô. Ủa? Ủa đứng xa dữ vậy luôn á hả? Nói gì nữa bây giờ. Ngân nó làm một phát một và văng cái lon rồi còn gì nữa. Em buồn biết quá sao tại người nó dài. Dạ. Nó đứng đây mà thiệt ra cái người nó chồm tới hơn thiệt, gần em đó luôn rồi. Cả dép đây. Hai quá chàng buồn. Trai vô. Nhân trước đi. Xa quá em còn không thấy cái lon luôn á anh. Trời ơi. Xém dính rồi. Xém dính rồi. Thôi hai đứa văng luôn. Lấy về. Tạc sao coi cho được nha. Ngân làm một cái một văng cái lon rồi đó. Hay quá, hay quá Nhân ơi. Wow. Thi đấu thứ hai, Minh Châu là người chiến thắng. Và bây giờ sẽ là trận chung kết quyết định. Minh Châu và Cao Ngân vào vị trí. Minh Thảo với lại Lê Nhân đi lượm lon lượm dép. Trời ơi, thiệt luôn á. Thua phải vậy đó. Bây giờ tới phiên trận chung kết nè, Ngân với lại Châu nè. Chuẩn bị. Màu may mắn. Bắt đầu. Em chưa ạ? Chưa. Anh chưa nha. Châu ơi, cổ lên. Châu dùn ơi, cổ lên. Dùn cái gì mà dùn. Rồi, Ngân cho em. Rồi. Nha, đi đi là phải lan hơn không em? Rồi. Trời đất ơi, gì vậy? Gì vậy Ngân? Thả thảy. Phong độ đi đâu vậy Ngân? Phong độ đi đâu vậy? Yeah. Cuối cùng thì Minh Châu đã giành chiến thắng. Thua đứng xếp hàng vô. Sao mình hãnh diện nghe chưa? Vâng ạ. Bây giờ em chọn ai làm người đồng hành cùng với mình? Chắc là em sẽ chọn một người mà cũng có cái khả năng ném lon rất là giỏi cùng em. Đó chính là Cao Ngân. Cao Ngân. Ủa là hai đứa mình là không làm cái gì đúng không? Trời thiệt luôn, đó là có khả năng. Có hai đứa mình. Bạn kia đó là bạn kia có khả năng, còn mình không có khả năng gì. Đặt tên đội đi em. Em xin được đặt tên đội của em là đội có khả năng ném lon. Trời ơi, thôi dài. Trời ơi, tôi già dữ vậy trời. Trời ơi, trời. Trời ơi, cái tên gì mà già dữ vậy. Ok, thế thì em xin được nhường lại cái quyền này cho... Khả năng đi. Vâng, đội khả năng. Dạ, tên gì anh? Nghe răng đi ha. Dạ, nghe răng. Dạ, nghe răng.
bên đây đội khả năng. Thôi nghe thấy là biết bên nào thắng rồi đó. Về chỗ. Nghe răng về chỗ. Các em thân mến, đến với chương trình này chúng ta sẽ giải mã những câu ca dao mà nó sẽ hiện lên trên cái màn hình bự chà bá này của chúng ta. Để mua những câu chữ đó lật lên, mình nhìn thấy thì mình mới có cái gợi ý và mình đoán ra đó là câu gì. Tiền đâu mà mua. Đến với chương trình này, anh biết tất cả các em đã giấu tiền ở bên ngoài hết rồi, không ai mang vô trường quay hết. Dạ. Anh sẵn sàng cho mỗi đội mượn trước 20 triệu xài chơi. Đúng rồi. Ai giàu bà anh Nghĩa nữa. 20 triệu đó làm vốn để mua những ô chữ, tối đa 3 ô cho một lượt mua bán. Sau đó anh sẽ đọc gợi ý và các em đoán được đó là những câu ca dao gì rồi. Chạy thật nhanh. Ai chân dài thì chạy. Bên đây Thảo ngồi im đi cưng, để Nhân chạy. Lấy cái dùi quýnh vô đây. Ôi ơi em buồn quá. Bây giờ anh sẽ đọc gợi ý. Câu ca dao thể hiện lòng tri ân với công dưỡng dục của cha mẹ. Sau khi ô chữ mở lên, biết đó là câu gì phóng lên đánh chiên liền nha. Dạ. Chuẩn bị. Chưa dứt trơn. Chưa mà, chưa mở biết gì đâu. Lên. Mở chữ. Nãy nghe nè, em có giận ai giận? Dạ. Sao trút vô cái chiên của anh không vậy? Thấy nó móp quá, đừng móp không. Ủa, cái chiên bằng đồng mà sao nó dễ móp vậy? Tại vì những cái con người như em đó. Dạ. Em ơi, anh nói sao? Quánh một cái pen cái tối 1 triệu. Em quên lên nãy giờ, em quánh gần 10 cái. Không lẽ giờ anh trừ em 10 triệu hả Nhân? Vậy là sai lực rồi đó. Không lẽ anh trừ em 10 triệu? Không, anh một lần đánh là cái tính cái đầu tiên đã tính rồi. Mấy cái sao em... Thì mấy cái sao mắc mớ gì giọng dữ vậy? Nhưng mà anh không có chơi gì. Em mãi anh Nghĩa đã em cho mình. Em mới bỏ đúng một cái luôn. Tuy em lên sao nhưng mà em đúng lực, đúng cái quy trình trừ tiền. Nhưng mà người ta gọi trước em. Đọc đi. Dạ, đáp án của em đó là cơm cha nghĩa mẹ sinh thầy, nghĩ sao đánh chiên dậy ngày hôm nay. Rồi cái gì vậy? Cái gì? Gõ chiên dậy. Rồi thôi xong rồi đó. Thôi xong rồi đó, anh không nhớ cái câu này là không có đáp án đúng không? Dạ, dạ. Thua, không có đáp án đâu. Tiếp theo thấy không? Mình đánh sao thì chứ nhiều khi mình có lợi hơn. Có đánh chiên không? À, không ạ. Không, làm ơn trả lại cây dùi. Mỗi nhà là được tiếp tục mua 3 ô. Nhà mình mua ô nào? Em mua ô số B5. Mình chọn đi, mình chọn tiếp hai số đi. B5 gì, B7, B8 đi anh. Wow. B5, B7, B8, 3 ô ha. Bên đây. Vậy bên em không mua. Phải mua. Phải tại mua. Tại vì có ba cái đó là bỏ bán rồi. Không thể nào đoán ra. Cái này không chắc thể chắn nào là có chữ mẹ ở đó cho nên mình bỏ cái A4 này ra thôi. Em sẽ đoán B, B3, B4. Và? Ba mấy? Tùy anh. A3. A3. A3, B3, B4. Chuẩn bị. Mở ô chữ. Hết. Rồi, trúng chứ. Bên đây trước. Cơm cha áo mẹ. Nghĩa công thầy. Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Chốt không? Kệ đi, chốt luôn. Ơn hay công nhỉ? Ơn hay công. Công ơn được không nhỉ? Ơn cha thầy mẹ. Công đi, tại vì thầy cũng có công dạy nè. Công thầy, vâng ạ, rồi chốt. Chốt phải không? Cũng có ơn nữa. Chưa. Vậy là cơm cha, áo mẹ, công thầy. Công thầy, nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Chốt rồi đúng không? Vâng. Trả lại cây dùi. Vâng. Đây là đáp án. Công thầy. Sai. Cơm cha, áo mẹ, ơn thầy, nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Chắc chưa? Ơn công. Chắc luôn nghĩa, đi. Nghĩa thầy không có chắc nghĩa, không chưa? Nghĩa được. Không có nghĩa. Công chưa? Ơn chắc. Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Em chốt đáp án. Ok. Đây là đáp án. Chụp anh Nghĩa. Anh nói nhỏ cho nghe. Thôi anh nói nhỏ em cung lắm anh ơi. Sai rồi. Mà lớn lên coi. Sai rồi. Lên. Ê, ừ. Tôi đằng nào giờ thế? 1 triệu. Cha áo mẹ. Cơm cha áo mẹ nghĩa thầy nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Chốt chưa? Chốt ạ. Chốt. Em chốt à? Mời em xuống đây. Anh hiện tại chuẩn bị nói nhỏ rồi đó. Anh cũng sẽ nói nhỏ cho em nghe. Sai. Đúng. Đúng. Đúng hả? Đúng hay sai anh? Trời, trời em nghe chữ sai từ bên đây luôn á. Em nghe chữ sai từ bên đây luôn á. Chữ sai đó. Sai. Lên lớn lên. Đúng. Trời ơi. Sai. Đáp án sai. Chết rồi. Bây giờ vậy. Tức là cha cho chúng ta cơm,
mẹ chứ thầy cho chúng ta áo. Ôi ôi chứ thầy, thầy cho chúng ta cái gì? Dạ cháu. Chết rồi. Bên đây trước. Dạ để em gì đọc. Em đọc đi, em. Ủa? Đọc đi. Đi đâu vậy? Ủa quay đọc chi vậy? Ủa gì em vậy? Em qua đây nhìn chữ em đọc. Nhà ai nó vô đi sang kia. Nhà ai nó đi sang kia. Vui vẻ không quạo. Không phân quạo. Quạo chứ. Đi sang kia. Đọc. Ủa? Em. Đọc đi em. Dạ. Đây ngơ ngơ nữa này. Đây, ủa đi bên kia. Không đừng đứng lên bữa lớn nha. Bên tao nói đứng ngay cái thảm đỏ được rồi. Mình chống nạnh lên mình coi. Không nghe. Chống nạnh lên coi. Mình sai rồi anh yên tâm. Châu qua đây. Hai đứa đứng một cái dáng thiệt là kiêu hãnh lên coi. Rồi cùng đọc này. 2, 3. Cơm chào mẹ chữ thầy. Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Chốt không? Chốt. Em nói cái chuyện chốt qua bên này thiệt mạnh cho anh coi. Chốt. Hai em rất thông minh đã đưa ra câu trả lời chính xác.